Một đội mỹ đang đem sát thủ diện hạm này tới thái bình dương hệ thống chiến hạm nmesis đã được thử nghiệm thành công đáp trúng một mục tiêu ngoài khơi của brakinsens hawaii trong tháng 8 vừa qua làm thế nào để chúng ta có thể kìm chân hải quân trung quốc bên trong các chuỗi đảo thứ nhất nếu không phải chuỗi đảo đầu tiên jones ferrari cựu tướng bốn sao của mỹ và giờ là một chuyên gia thuộc viện american enterprise đã đặt câu hỏi đây chắc chắn là một nhiệm vụ đầy thách thức, nhưng lục quân Mỹ mới đây đã đưa ra một ý tưởng để thực hiện hóa nó. Và đây là một ý tưởng không hao tốn tiền của để phát triển mới, bởi nó tận dụng các vũ khí đã sẵn có. Ý tưởng này có tên MMESIS. Từ chỗ một ý tưởng đơn giản, giờ nó đã được đạt được bước tiến đáng kể và trở thành thứ vũ khí được vận hành. Theo trên trang Breaking Defense, hệ thống vũ khí mới này đã được thử nghiệm thành công ngoài khơi Hawaii chỉ trong vòng 2 năm kể từ khi lên ý tưởng. Đối với quân đội Mỹ mà nói thì dự án này có bước tiến nhanh đến bất ngờ. Vậy hệ thống ngăn chặn tàu viễn trinh hải quân hoặc lục quân NMESIS là gì? Tại sao lục quân Mỹ lại muốn trang bị thử vũ khí này một cách nhanh chóng như vậy và như một nhà phân tích từng nêu làm thế nào để áp dụng nó trong một chiến lược quân sự tổng thể? Theo ông Ferry, tất cả đều có một trong những chiến lược xây trục trang Thái Bình Dương của lực lượng Mỹ. Washington hiện đang tập trung vào việc đối phó với nước mà họ xem là đối thủ cạnh tranh chiến lược lớn nhất. Trung Quốc và lực lượng đó, hải quân, lục quân, không quân đều tham gia vào nỗ lực này. Trong tháng 8 năm nay, quân đội Mỹ đã có màn phô diễn sức mạnh NMESIS, hệ thống tên lửa chống hạm phóng từ mặt đất mới của họ. Trong một cuộc tập trận hải quân ở ngoài khơi đảo Kauai, Hawaii, trong cuộc tập trận được xem là một phần trong kế hoạch Fossil Design 2030 tái cơ cấu lực lượng 2030 nhằm đối phó với Trung Quốc. Lục quân Mỹ đã hai lần phóng NMESIS và đáp trúng một mục tiêu gia đình, cùng lúc luyện tập vận chuyển và tháo dỡ NMESIS trên máy bay C-130. Theo Farsi Design 2030, ưu tiên mới chính là sự ngăn chặn Trung Quốc và đưa ra thêm nhiều lựa chọn hải quân, quân sự, khả thi trong viễn cảnh khai màn một cuộc xung đột mới với quân đội Trung Quốc PLA. Lực quân Mỹ cũng đã cắt giảm nhiều gia tăng, một số những đội hình pháo truyền thống, phương tiện thiết giáp lưỡng cư và các tài sản kỹ thuật, trực thăng và thiết kế lại tiểu đoàn bộ binh giúp quân đội Mỹ giải phóng được khoản tiền ngân sách 12 tỷ USD và số tiền này được dùng để hiện đại hóa quân đội, đối phó với mối đe dọa tăng dần cùng với công tác huấn luyện. NMESIS cũng về cơ bản là chính sự tụ hội của nhiều vũ khí tấn công đã được chứng minh về mặt hiệu quả. Đó là lý do tại sao lưu quân Mỹ lại muốn trang bị cho nó nhanh đến vậy. Bản thân hệ thống này sử dụng tên lửa chống hạm NSM được sản xuất bởi hãng Cobus của Na Uy, cùng với đó là một hệ thống kiểm soát được điều khiển từ xa có tên Rose Fire và phần khung của phương tiện phối hợp với chiến thuật hạng nhẹ GLTV. Binh sĩ có thể điều khiển hệ thống Rose Fire bằng một tay cầm điều khiển không khác gì tay cầm chơi game hoặc ra lệnh cho nhiều ống phóng đi theo một phương tiện dẫn đầu theo một tuyên bố của lục quân mỹ roget fire đã được lắp đặt khung của gltv sẽ tạo nên một hệ thống viễn trình đầy đủ có thể vận hành ở bất cứ đâu khả năng di chuyển nhanh và trên các địa bàn hiểm trở cũng đáng vai trò quan trọng bởi viễn cảnh chiến trường của nmesis hoạt động tương lai sẽ tập trung vào chiến thuật chạy và bán của tướng ferry cho hay theo khái niệm chiến đấu được vạch ra trên chiến trường tương lai lưu quân mỹ sẽ tản ra trên khắp các chiến trường và chiến đấu phụ thuộc vào vô số các căn cứ nhỏ được xây dựng một cách rất nhanh nhất và có thể những căn cứ này sẽ phục vụ cho mục đích tình báo hậu cần ngoài ra còn có vị trí lục quân trực khai NMESIS. Từ những căn cứ nhỏ được triển khai NMESIS, lục quân Mỹ sẽ hỗ trợ hoạt động kiểm soát biển và đánh chặn trên biển. Billy Fabian, phó chủ tịch phụ trách chiến lược của hãng phân tích dữ liệu Govini nhận định, theo vị chuyên gia, Mỹ đang thiếu một thứ vũ khí chống hạm đặt trên mặt đất và đây là NMISIS là hệ thống đầu tiên có thể làm điều đó. Bởi vậy, đây là một bước tiến trong việc nâng cấp khả năng của quân đội Mỹ. Theo tướng Ferrari, trước đây, quân đội Mỹ đã từng cân nhắc rất nhiều những hệ thống tên lửa có thể phóng từ mặt đất ra biển và cả những hệ thống có thể được lắp đặt trên chiến hạm tuy nhiên các hệ thống đó thường thiếu các hệ thống dẫn đường cần thiết để đánh trúng mục tiêu trên biển có kích thước quá lớn để có được những độ động cơ như mong muốn ông ferrari cho biết thêm mặc dù nmsis phù hợp với tầm nhìn tác chiến trong tương lai của quân đội mỹ nhưng không rõ liệu hệ thống này có phù hợp với chiến lược lớn của nầu long gấp với khu vực ấn độ dương thái bình dương hay không